Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hai chữ oán trách có mặt trong khắp mọi ngõ ngách xã hội, từ quan hệ gia đình, bè bạn đến hầu hết các mối quan hệ xã hội. Có thể nói đây là hiện tượng phổ biến. Dù thân thiết như vợ chồng, cha mẹ, con cái cũng khó tránh được hai chữ trách cứ nhau. Ví dụ, khi mẹ thấy con cái không vâng lời, có thể nói với con trước mặt chồng: con cái gì mà chẳng biết nghe lời gì cả, tính tình xấu xa, dạy thế nào chúng nó vẫn chứng nào tật nấy. Bố mày chịu khó kèm nó cho tốt đi. Đấy quả thật là những câu nói khiến người nghe khó chịu. Người ta thường trách cứ nhau khi nổi giận, vì thế những lời phát tiết thường rất khó nghe. Không những người nghe cảm thấy khó chịu, mà bản thân người nói cũng chẳng vui vẻ gì. Khi bạn bất mãn điều gì với người hoặc sự việc nào đó, bạn sẽ cảm thấy ấm ức, tức giận, oán hờn, trách móc. Tuy nhiên, bạn cần thấu hiểu rằng người sống trong đời 10 việc hết 8-9 việc là không như ý. Nếu bạn chỉ biết oán hờn, trách móc, chỉ làm cho sự việc thêm rối lên mà cũng chẳng giải quyết được công việc cho êm đẹp. Khi nghe lời oán trách, mọi người thường nghĩ: tôi đối xử tốt với nó thế mà chẳng hiểu sao nó thường không hài lòng về tôi. Vì muốn tốt cho nó nên tôi mới làm thế. Không nhận không được lời cảm ơn, ngược lại còn bị chê trách. Thật là làm ơn mắc oán. Cách nghĩ vấn đề như vậy chỉ làm bạn thêm bực tức. Nếu bạn xem oán hờn, trách móc là hiện tượng phổ biến, bình thường, thì người bị oán sẽ không thấy đau khổ. Nếu không, hễ cứ bị trách móc, bạn liền nghĩ mình bị trách oan. Đau khổ sẽ như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Nếu bạn biết tiếp cận vấn đề ở một góc độ khác, bạn hãy nghĩ: không phải là hiền thánh, mấy ai tránh khỏi lỗi lầm. Bạn thấy người khác chỉ trách hợp lý thì bạn nên rút kinh nghiệm. Bạn phải cảm ơn họ đã cho bạn cơ hội nhìn lại thiếu sót của bản thân. Người bình thường mấy ai không phiền não. Có phiền não nhất định sẽ có oán hờn, trách móc. Có thể bạn không phải là nguyên nhân làm cho người khác phiền não, nhưng vẫn bị trách móc. Bạn hãy nghĩ mình đang làm điều tốt, đang giúp họ trút giận, giúp họ xả bớt phiền muộn, căng thẳng. Khi cảm thấy bất mãn, có thể do người khác, cũng có thể do mình tự gây ra. Bạn nên nghĩ rằng do một người nào đó tung tin nhảm, chứ không phải lỗi của mọi người. Khi gặp trường hợp này, hãy đặt mình vào vị trí người khác để suy nghĩ, cố gắng thực hiện, không oán trách người khác, chấp nhận người khác trách móc và lắng nghe chỉ trích của người khác. Khổng Tử nói: bậc quân tử nghe lỗi lầm thì vui mừng. Không nhận không nên theo phiền não, mà ngược lại nên vui vẻ đón nhận. Vì khi người khác còn biết trách, nghĩa là bạn còn giá trị trong họ. Có trường hợp khi nghe người khác oán trách liền nghĩ: người thanh cao sẽ tự thanh cao, người nhơ bẩn tự làm nhơ bẩn. Thế là đóng cửa tuyệt giao, không thèm để ý đến người khác. Như thế chỉ làm cho đối phương thêm giận. Họ sẽ cho rằng bạn muốn cắt đứt mọi quan hệ với họ.
nếu đến mức này sẽ rất khó hòa giải. Khi nghe người khác trách mình, bạn nên tìm biện pháp giải quyết hợp tình hợp lý, không nên đổ thêm dầu vào lửa. Nếu là lời trách bình thường, bạn chỉ nên gật đầu tỏ ý cho đối phương rằng mình đã biết, vì có thể đối phương chỉ nhắc nhở chứ không có ý gì khác. Nếu bạn bị người khác oán trách, chỉ trích thầm tệ, bạn nên phản ứng lại. Trường hợp đối phương hiểu lầm, bạn nhất định phải tìm cách giải thích cho họ biết. Nếu đối phương trách vì bạn không làm như họ mong đợi, thì hãy nói với họ rằng bạn sẽ cố gắng sửa sai trong lần sau. Nếu đối phương vẫn thấy không hài lòng, bạn cứ nói thật là mình đã cố hết sức để đối phương thông cảm. Nếu ai cũng biết dùng thái độ bình thản để đón nhận những chỉ trích và tìm cách giải quyết thỏa đáng, thì sẽ trưởng thành hơn sau những lời chỉ trích đó. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bài viết "Chỉ nên giải hận, không nên ôm hận", được trích trong quyển sách "Giao tiếp bằng trái tim" của Cố Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm. Thưa quý vị, như vậy, qua những lời dạy của Hòa Thượng, chúng ta có thể thấy được rằng giận đó là một chuyện rất là thông thường mà trong xã hội này chúng ta thường thấy từ người khác và chính ngay từ trên bản thân của mình. Và sợ gì con người ta giận là cũng bởi không phải ai cũng là bậc hiền thánh như Hòa Thượng nói. Là một con người phàm thì chúng ta cũng thường hay phản ứng theo một cách rất là phàm phu. Do đó mà muốn trở thành một người ít oán giận thì chúng ta cũng cần phải có sự thực tập trong đời sống hàng ngày. Không phải tự dưng mà một người có thể trở nên bình thản trước mọi nghịch cảnh, hay là bình thản trước những lời chỉ trích hay những lời nói không tốt đẹp từ người khác, mà người đó đã trải qua rất nhiều những khó khăn, những vấp ngã, những trải nghiệm ở trong đời sống, thì người đó mới có thể trở nên vững chãi. Và việc mà chúng ta trải qua những gì trong cuộc sống, nó cũng chỉ là một phần nhỏ để giúp cho chúng ta có những kinh nghiệm trước những việc mà có thể dễ dàng đưa đến sự sân hận hay là oán trách. Nhưng mà điều quan trọng hơn đó là chúng ta cần phải có một hành trang, cần phải có một tư lương cho chính mình, để chúng ta phải biết thật sự đâu là gốc rễ của sự sân hận. Nếu như chúng ta không biết được gốc rễ thì giải quyết được sự sân hận này thì nó lại sinh ra sự sân hận khác. Đức Phật dạy bản chất của thế giới là do duyên sinh mà tạo thành. Vì cái này có mặt cho nên cái kia có mặt. Vì cái này mất đi cho nên cái kia mất đi. Tức là không có cái gì là thường hằng bất biến, mà do rất nhiều yếu tố hợp lại mà thành, thì Đức Phật gọi là vô ngã. Bởi vì vô ngã cho nên nó vô thường, bởi vì vô thường cho nên mới sinh ra khổ đau. Do đó mà khi nói đến những giáo lý trong đạo Phật, chúng ta thường hay nghe các bậc thầy dạy cho mình, đó là tam pháp ấn, tức là ba dấu ấn trong đạo Phật, bao gồm khổ, vô thường và vô ngã. Nếu như mình biết được bản chất của cuộc sống này luôn chứa đựng rất nhiều khổ đau, những khổ đau
ngay chính trên thân tâm của mình và những khổ đau đến từ bên ngoài. Cho nên khổ đau là một sự thật mà nếu như chúng ta biết đón nhận thì chúng ta thấy rằng là cuộc sống này, những phiền não sẽ luôn đến với mình. Đó là một chuyện rất là bình thường. Nếu như cuộc đời này mà không có phiền não và không có khổ đau thì nó không phải là cảnh giới mà chúng ta đang sống nữa. Sở dĩ mà mình sinh ra ở đây, đó là vì nghiệp lực mà đến, vì cái nghiệp mà chúng ta có ở đây. Và cái nghiệp mà chúng ta sinh ra ở thế giới này, đó là thế giới của khổ đau. Còn nếu như chúng ta là những người nhẹ nghiệp, những người có phước đức, thì chúng ta đã sinh về những cảnh giới an lành hơn. Ở đó sẽ ít phiền não, ít khổ đau, thậm chí là vắng mặt khổ đau và phiền não. Cho nên một sự thật rất là quan trọng, đã sinh ra ở trong thế giới này thì chúng ta phải chịu đựng sự khổ đau, mà Đức Phật hay gọi rằng là ta bà vi kham nhận chi địa. Có nghĩa rằng là cảnh giới này là cảnh giới mà chúng ta phải sống trong sự kham nhận. Hay nói một cách đơn giản, đó là phải biết chịu khó. Nếu như không chịu khó thì chúng ta sẽ khó chịu, mà người Việt Nam mình hay nói như vậy. Và thứ hai nữa, cái bản chất của cuộc sống Đức Phật dạy đó là vô thường. Tức là sự thay đổi từ trong thân của mình, trong tâm của mình, sự thay đổi của hoàn cảnh. Cho nên không có một cái gì thường hằng bất biến. Và nếu như chúng ta cứ chấp rằng không bao giờ có sự thay đổi, ai gặp mình lúc nào cũng vui cười, lúc nào cũng nói những lời hay tốt đẹp, thì điều đó là điều không thể xảy ra. Mà có khi thì như thế này, có khi thì như thế khác. Do đó mà mình phải chấp nhận một sự thật thứ hai, đó là cuộc sống này nó vô thường lắm. Vô thường từ trên thân thể của mình, vô thường từ trong những tâm niệm của mình, và nó vô thường từ trong những hoàn cảnh mà mình đang sống. Thứ ba đó là vô ngã, tức là bản chất duyên sinh. Do thế giới này được tạo thành là do nhiều yếu tố mà hợp lại. Khi mình biết được bản chất của cuộc sống là như vậy thì mình mới có thể đón nhận cuộc sống, và mình mới có thể đi xuyên qua được những phiền não xảy đến với mình. Cho nên một người tu tập trong đạo Phật không phải tu là để hết khổ, thưa quý vị. Nói như vậy thì nghe rất là kỳ cục. Nếu mà tu không hết khổ thì tu để làm gì nữa? Nhưng mà vậy thì tu không hết khổ tu để làm gì? Ở trong đạo Phật, những người tu theo đạo Phật tu là để thấy ra được sự thật của khổ đau, chấp nhận sự thật của khổ đau. Khi mình không thấy ra được sự thật của khổ đau và mình không chấp nhận sự thật khổ đau thì mình sẽ còn khổ mãi. Cho nên cuộc đời này á, quý vị cứ để ý đi, nó chỉ đi từ cái khổ này tới cái khổ khác, không bao giờ chấm dứt được khổ. Tại vì Đức Phật gọi thế giới của chúng ta đang sống đây là cảnh khổ mà, thì làm sao mà hết khổ, hết phiền não, hết sân hận, hết si mê được. Vì vậy khi mình đã biết được bản chất này rồi thì bao nhiêu khổ đau đến với mình, đó là chuyện bình thường. Khi mình nhận ra được đó là bản chất của cuộc sống, bản chất của thế giới này, thì mình ngay tại đó có thể giải thoát được. Cho nên quý vị có thể thấy được rằng là mình hay nổi nóng, hay sân hận là bởi vì mình không hiểu được bản chất này của cuộc sống. Và một khi mình có được hành trang của việc thấu hiểu bản chất của cuộc sống thì có thể có những lúc phiền não, những người khác làm cho mình phiền não, mình cũng có giận, mình cũng có hờn, cũng có oán trách. Nhưng mà mức độ mỗi ngày nó sẽ mỗi giảm xuống, từ từ theo năm tháng nó sẽ giảm xuống, không còn giống ngày xưa nữa. Bởi vì mình biết đó là gì? Đó là chuyện bình thường. Cho nên ngày hôm nay Tâm Nguyên cũng xin chia sẻ với quý vị một vài điều như vậy, để chúng ta mọi người hãy cố gắng biết đón nhận những sự thật của cuộc sống. Như Đức Phật nói, đó là khổ, vô thường và vô ngã.
thì chúng ta mới có thể đi xuyên qua nó một cách rất là dễ dàng. Thì ngay tại đó chúng ta có được sự giải thoát, không chỉ đơn giản, không chỉ là những tâm sân hận bình thường, mà tất cả những phiền não chúng ta đều có thể có được tâm giải thoát. Và để khép lại cho tâm sự ngày hôm nay, Tâm Nguyên cũng xin tặng cho quý vị một câu nói mà Tâm Nguyên đã từng nói với rất là nhiều những người bạn, những người mà Tâm Nguyên gặp. Khi mà ai đó sân hận thì Tâm Nguyên nói là mình hãy đọc câu chú này. Câu chú này của người miền Trung hay nói đó là: có chi mô, rồi cũng xuống mồ. Có nghĩa là có sao đâu, chuyện gì xảy ra đi nữa, rồi thì ai cũng chết. Có chi mô, rồi cũng xuống mồ, cũng xuống mồ. Nếu như ngày hôm nay chúng ta biết rằng đây là ngày tuyệt vời nhất, đẹp đẽ nhất mà chúng ta còn có thể sống, thì tại sao chúng ta lại cứ ôm giữ những phiền não, những oán giận để làm gì? Đâu ai biết rằng ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Cho nên mỗi lần giận ai đó, chúng ta cũng có thể đọc một câu chú rất là đơn giản. Nói là câu chú cho vui, nhưng thực ra là đọc như một lời nhắc nhở cho bản thân của mình. Đó là: có chi mô, rồi cũng xuống mồ, cũng xuống mồ. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã lắng nghe những lời tâm sự ngày hôm nay. Xin chúc cho quý vị và các bạn luôn có được nhiều sức khỏe và an lành. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những tâm sự lần sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.